Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Như các bạn thấy đây là mình mới có một cái chiếc bàn. Trước đây thì mình phải đứng. Mình mới mua được chiếc bàn này, và chiếc bàn này theo phong cách kiểu cổ điển ấy, mình rất là thích. Và đây sẽ là nơi mà mình viết kịch bản này, thử mùi này, rồi mời khách mời, cũng như là edit video trên cái chiếc MacBook này của mình. Bên cạnh đó thì mình cũng đang hoàn thiện nốt, như kiểu là lắp vài cái tranh, rồi lắp vài cái kệ để bày thêm một vài cái bình hoa. Và sắp tới thì mình cũng sẽ làm hẳn một cái video để giới thiệu cái phòng quay này của mình, tại vì bây giờ nó cũng chưa hoàn tất hết ấy. Đó, và chúng ta cùng nhau quay trở lại cái video ngày hôm nay, đó là mình sẽ review chén hoa Supremacy Not Only Intent của nhà Avlon này. Trước đó thì mình đã review chai Club de Nuit Limited Edition Perfume, một chai nước hoa cũng rất là hot trong thời gian vừa qua, khi mà được mọi người nói tới là nó giống với chai nước hoa Queen Aventus. Và chai nước hoa này cũng vậy, và chúng ta cùng nhau sẽ hiểu xem là chai nước hoa này có thật sự như lời đồn đoán hay không nha. Chúng ta cùng nhau đi qua một chút về phần ngoại hình của chai nước hoa này. Thì cái phiên bản trước ấy, họ không có được cái hộp đẹp như vậy. Mình để ý rằng là những cái nhà nước hoa Trung Đông này, họ bắt đầu họ làm những cái packaging rất là đẹp. Như đây thì các bạn thấy là nó có một cái lớp bọc như thế này, và ở phía trong thì các bạn sẽ có một cái chiếc hộp. Và chiếc hộp này mở ra sẽ có hai lớp và một cái lớp vỏ. Và cái hộp này là hộp bằng nhựa nhá. Thực sự là mình đánh giá là cái hộp này nó không được xịn bằng cái hộp của Club Nui kia. Và đây là sẽ có một cái bìa nhựa, ở đằng sau thì họ sẽ ghi những cái thông tin, cái chữ mà họ gửi đến người mua. Và đây là toàn bộ chiếc hộp màu đen này. Đó, chiếc hộp này rất đẹp, nhưng mà mình cảm giác là cầm nó không được chắc chắn như cái chiếc hộp của Club. Còn về phần ngoại hình của em này thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó có một cái thiết kế tối màu hơn so với Supremacy Avlon phiên bản gốc. Đây, có thể so sánh là nó có một cái màu, nếu bản gốc của nó màu bạc thì ở đây là có phần kiểu bắt đầu đen dần ở phía dưới, ở trên thì vẫn là bạc và ở dưới, càng xuống dưới nó đen dần. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến phần mùi hương của chai nước hoa này. Mình vừa xịt chai nước hoa này ra giấy thì cái cảm giác đầu tiên mà mình nhận được đó là một cái mùi khá là nồng, mạnh. Đó là những cái từ không chuyên môn về nước hoa lắm, thì đấy là cảm giác đầu tiên mà mình nhận được. Nó sẽ khác hẳn với cái phiên bản gốc. Nếu như bạn nào đã xịt qua phiên bản gốc thì bạn thấy là mùi hương này khi mà xịt ra nó rất là nồng, mạnh và có thể khiến các bạn kiểu ui. Đó, thì cụ thể cái mùi đầu tiên mà các bạn nhận được đó là một cái mùi ngọt cũng như là chua. Thì mình nghĩ rằng là cái nét chua nó đến từ dứa, mình có cảm nhận đến như vậy. Nếu như các bạn nào mà hay ăn những quả dứa mà cảm giác các bạn ăn nhiều thì các bạn cảm giác là nó hơi bị sượn sượn, cũng như là bị kiểu rát lưỡi ở đằng sau ấy. Và các bạn nhận thấy cái vị ngọt của dứa nó ở cái hậu, ở tít cái cuống họng ấy. Thì ở cái mùi hương này khi các bạn mới xịt ra các bạn nhận thấy như vậy. Và các bạn nhận thấy là một cái nét ngọt. Thì cái nét ngọt ở đây là mình đoán là nó đến từ fruity, nhưng mà cụ thể là cái quả gì thì thực sự là ở đây nó blend mình không, rất là khó để có thể nhận ra. Và đây là cái top note của nó, mình đoán là nó sẽ khó ngửi hơn so với cái phiên bản gốc. Và khoảng tầm 15 phút sau thì cái nét chua này nó sẽ dịu xuống và cái nét tông ngọt nó sẽ được đẩy lên khá là rõ. Và cái tông ngọt đây thì mình nhận thấy là nó có một cái nét khá là quen thuộc, nhưng mà cụ thể thì tí nữa ở cái phần dry down mình sẽ nói rõ sau. Thì cái tông ngọt ở đây nó làm mình liên tưởng tới một cái cảm giác đó là hơi sệt sệt, dính dính. Nó như kiểu là các bạn, không biết là các bạn có hay ngâm hoa quả với đường xong rồi các bạn ủ vào trong những cái chai thủy tinh không? Và khi các bạn lấy ra các bạn quết lên da hay là các bạn kiểu đưa vào lưỡi để các bạn thử ấy, thì nó có cảm giác kiểu ngọt đường, xong rồi nó sẽ mang tới cảm giác kiểu sệt sệt, đặc đặc, xong rồi dính dính ở đây. Thì ở khoảng tầm 15 phút sau khi xịt thì mình cảm nhận được cái mùi đấy khá là rõ. Và sau khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thì cái fruity nó cũng sẽ dịu xuống, cái độ chua như các bạn sẽ không còn thấy nữa, mà các bạn nhận thấy cái mùi hương, hai cái mùi hương rất đặc trưng đó là long diên hương. Mà thực chất thì mình cũng nói ở trong một cái bài viết về cái việc là sử dụng long diên hương ở trong nước hoa ấy, thì gần như tất cả những cái chai nước hoa bây giờ họ không còn sử dụng nốt hương ambergris nữa, mà các bạn họ sẽ sử dụng những cái nốt hương nhân tạo đó là amphoxan để làm cho cái phần chi phí nó rẻ hơn. Và amphoxan thì các bạn sẽ thấy một cái rất là quen thuộc đó là nó có phần xuất hiện rất là quen ở chai nước hoa Dior Sauvage, nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ nhận cái cảm giác đấy nhưng mà nó sẽ bớt tiêu hơn. Mùi hương ở đây thì cũng có nét ấm,
nhưng mà nó không bị cay như là ở chai nước hoa Dior Sauvage, mà nó lại có một cái cảm giác, thêm một cảm giác nữa, đó là cái cảm giác đến từ nhuệ tây saffron thì nó sẽ xuất hiện ở trong chai nước hoa Baccarat Rouge 540. Nhưng mà ở Baccarat Rouge 540 thì cái nét saffron ở đấy nó kết hợp cùng với nhựa, nó làm cho cái mùi hương như mình review là nó giống những kiểu kẹo bông mà ở ngoài đường, nhưng mà các bạn kiểu da nó cháy, bị cháy quá ấy, hay là những cái kẹo đường mà bị cháy thì nó có cảm giác hơi khét khét. Nhưng mà ở đây thì là một cái mùi fruity ngâm đường cùng với mùi rất là nồng nàn của Ambrosian. Thì đó là cả bộ cảm nhận của mình về mùi hương này. Khi mà khoảng tầm mà mình rửa tay đi rồi ấy, thì mùi mình ngửi thấy ở trên tay nữa, đó là cái nét của xạ nữa, thì nó làm cho cái mùi hương ở cuối nó có phần dễ chịu hơn một chút, nhưng mà phải rất là lâu sau thì các bạn có thể mới có thể ngửi được cái nét xạ. Thì đó là toàn bộ một cái mùi hương của Supreme Mercy Not Only Intense này. Về phần độ bám tỏa cũng như là về phần giá tiền thì chai nước hoa này nó có độ bám tỏa phải nói là khủng khiếp. Mình là một thằng không thích những chai nước hoa nó có độ bám tỏa quá là kinh khủng, nhưng mà khi mà mình xịt cái mày ra mình bảo thôi chết rồi, cái mày chắc chắn là độ bám tỏa rất là khủng khiếp. Và đúng thật, mình có xịt ra từ 7 giờ sáng mình dậy để mình đi làm, thì mình xịt ở trên cái phần mu bàn tay nhá. Đây là một nơi bám không tốt, tại vì các bạn đi ngoài đường thì các bạn sẽ bị gió thổi. Nhưng mà em này mình xịt ở đây, đến tầm 7 giờ tối mình về, mình tắm rửa, mình ăn cơm, mình tắm rồi mà mình đưa tay lên ngửi vẫn ngửi thấy được cái mùi hương này. Không nhất thiết là các bạn phải đưa vào hít, lấy hít để đâu, mà các bạn chỉ cần để thoáng qua như này thôi thì các bạn có thể ngửi thấy. Và có một hôm mình xịt, mình không làm gì cả, cũng không rửa tay, như là mình cách ly tay mình luôn, thì mình thấy rằng mùi hương này nó bám chắc phải tầm 12 tiếng, thậm chí là hơn ở trên da mình. Và nếu như các bạn nào mà xịt cái mùi hương này ở trong môi trường văn phòng ấy, thì một xịt thôi cả phòng có thể ngửi thấy mùi hương của bạn, thì các bạn đều biết là độ tỏa hương nó khủng khiếp như nào. Và nếu xịt ở trong văn phòng mà các bạn bật điều hòa ấy, thì chắc chắn là mai ngày kia các bạn bật điều hòa lên, các bạn vẫn có thể ngửi thấy cái mùi hương của Supreme Mercy Not Only Intense. Còn về cái phần giá tiền thì chai nước hoa này mình thấy rằng là ở trên thị trường chắc là tầm 2 triệu đồng cho 100ml, khá là ok với một cái thiết kế hộp rất là đẹp, rất là chỉn chu, cũng như là về phần chai cũng như là về phần mùi hương. Về cái độ tuổi, thời gian sử dụng phù hợp và cái phong cách, thì cái độ tuổi chai nước hoa này mình đoán là tầm từ 20 cho đến 30 tuổi. Ngoài 30, nếu như mà cái theo phong cách trẻ trung ngoài 30 vẫn thích những cái mùi hương ngọt ngào nồng nàn thì các bạn có thể sử dụng mùi hương này. Còn nếu mà ngoài 30 rồi mà những anh nào mà thích cái cuộc sống kiểu bình yên khi mà có vợ rồi ấy, thì xịt mùi hương này có lẽ là nó hơi quá trẻ so với bạn. Còn về cái thời điểm khuyên dùng thì mùi hương này mình nghĩ là các bạn sẽ sử dụng đi tiệc, đi dự sự kiện này, ở trong những cái môi trường văn phòng có điều hòa, và các bạn đi hẹn hò, mùi hương này cũng rất là ok, rất là nịnh mũi. Nếu như các bạn ngửi xa hoặc là các bạn không dí sát mũi người đối diện vào bạn để em ơi hít đi hít đi, thì người ta thì mùi hương này nó sẽ gây đớn tốt. Còn nếu mà các bạn mới xịt xong mà các bạn dí vào người đấy, người đấy anh mới xịt con này mới mua này đấy, thì chắc là người ta sẽ đi về luôn đó. Và cái thời tiết sử dụng em này mình nghĩ là tầm từ 25 đến 22, chắc là dưới 22 độ, và sử dụng vào mùa thu và mùa đông là hợp lý nhất. Về phần phong cách của chai nước hoa này thì ở chai nước hoa Club & Nui này mình cũng có review rồi ấy, thì mình không hề nói phong cách, tại vì với mình đây là một chai nước hoa giống với Quýt Aventus nên là mình sẽ không nói lại về phong cách. Nhưng mà riêng em này thì mình phải nói về phần phong cách, tại vì em này nó có xu hướng không giống với chai nước hoa Quýt Aventus đâu, mà tí nữa mình sẽ tổng kết lại. Thì với một tông mùi trái cây ngọt bám đoạt tốt, cũng khá là quyến rũ hấp dẫn, thì em này nó sẽ phù hợp cho những bạn nam theo cái phong cách kiểu trẻ trung, chắc là cũng kiểu hơi bad boy một chút, kiểu như vậy, thích những cái mùi hương ngọt ngào nồng nàn bóng bẩy một chút thì sử dụng em này là ok. Còn bây giờ là đến phần quan điểm cá nhân của mình về việc có nên mua mùi hương này hay không. Thì mình cũng vẫn sẽ chia ra hai trường hợp. Là trường hợp đầu tiên, nếu như các bạn mua chai nước hoa này, các bạn đang tò mò về chai nước hoa này nó có thể thay thế được chai phiên bản gốc Supreme Mercy Silver này, để nghĩ rằng là nó sẽ là một phiên bản tiệm cận hơn với Quýt Aventus, thì mình phải nói rằng là các bạn đừng mua. Tại vì với mình đây là một cái mùi hương nó làm theo cái xu hướng ngọt trái cây, ấm, hơi cay nhẹ một chút, cũng như là
Về sau thì cũng xuất hiện Amboxen, nhưng mà cái xu hướng và cái phong cách của chai nước hoa này nó khá là khác với Quintet. Nếu như để mà nói giống thì nó sẽ giống chai nước hoa Nissan Hasifat hơn, chứ nó không hề giống với Quintet. Đấy là cái quan điểm cá nhân của mình. Và nếu như là em này thì nếu như bạn nào thích cái sự layer mùi, thích giữa hai mùi Quintet kết hợp cùng với Baccarat Rum 540 thì các bạn có thể mua mùi hương này nhá. Đây là mình nói là có thể mua mùi hương này là các bạn sử dụng vào mùa đông thì ok. Còn nếu như các bạn mua để nghĩ là nó thay thế được, nó là bản nâng cấp, thì các bạn không nên mua. Cái trường hợp thứ hai đó là các bạn chỉ quan tâm đến mỗi em này và các bạn chưa hề đọc review về tất cả những chai nước hoa phiên bản gốc này rồi club kia, các bạn chỉ đang quan tâm đến em nó, thì với mình đây là một chai nước hoa đáng mua để sử dụng vào mùa đông. Đầu tiên là với một cái packaging rất là đẹp, hộp rất là xịn sò, được làm khá là chỉn chu, và với một cái giá tiền 2 triệu đồng, mình nghĩ rằng là không quá là đắt, thì mùi hương này là một cái mùi hương đáng mua để các bạn sử dụng vào mùa đông theo phong cách thích những cái mùi hương ngọt ngào nồng nàn bám vào tốt, thì em này rất là ok. Mình thấy rằng là cái xu hướng làm những cái mùi trái cây để có thể sử dụng được vào những cái mùa như là mùa đông thì không nhiều. Mùa đông người ta sẽ chuộng những cái mùi hương ngọt ngào của thuốc lá hơn, nhưng mà đây cũng là một cái sự đổi gió. Hoặc là nếu như các bạn thích Baccarat 540 mà các bạn muốn một cái phiên bản nó không bị cháy quá, nó không bị hắc quá, và nó không mang với một cái giá rẻ hơn, thì các bạn có thể tham khảo phiên bản này. Đây là một phiên bản mình nghĩ là có phần na ná giống và có phần trẻ trung hơn. Em kia thì kiểu sang trọng quá, mà em này mùa đông thì các bạn thể xịt hàng ngày này rất là ok. Và đó là cái quan điểm cá nhân của mình về mùi hương của Supremacy Not Only in 10 của nhà Apnen mới ra mắt này. Không biết là các bạn nào đã sử dụng cho chai nước hoa này chưa, các bạn có đồng quan điểm với mình hay không, thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới cho mọi người cùng biết. Còn bây giờ thì nhớ like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.